Trong video này, thầy sẽ tiếp tục giúp các bạn giải các nội dung, các câu trong giải sách bài tập tiếng Anh lớp 7 sách giáo khoa mới. Và video này là bài tập số 6 của phần từ vựng và ngữ pháp á, cái phần B đó các bạn nha. Rồi, vậy thì bài tập số 6 người ta đề nghị mình làm gì? Trên cơ sở là những cái liên từ này nè. Những liên từ này trong cái sách giáo khoa thầy đã giảng kỹ cho các bạn rồi đúng không? Thì một lần nữa chúng ta sẽ gặp lại nó trong cái sách bài tập này. Vậy thì bài tập này đề nghị là sao? Đây, chúng ta có cái cột A và cái cột B tương ứng. Việc của chúng ta là liên kết cái cột A với cột B. Ví dụ liên kết câu 1 ở cột A với cái câu nào của cột B trong các câu phía dưới đây. Đó, A, B, C, D, E đó. Tương tự, câu 2 cũng vậy. Và đương nhiên chúng ta phải có một cái liên từ, để liên kết. Làm sao cho cái câu nó có ý nghĩa. Đó, nó đúng ngữ nghĩa và ngữ pháp các bạn nha. Ví dụ như câu bên cột A là câu 1 này. Wear a hat. Wear a hat là đội một cái nón vào đi. Thì tương ứng với câu bên này, câu nào sao cho nó hợp lý? Đây các bạn nha. Câu A nó tương ứng với câu B này. Câu 1 tương ứng với câu B này. Đó. Thầy dịch thì các bạn hiểu ngay đúng không? Wear a hat or you'll get sunburned. Có nghĩa là gì? Đội một cái nón vào đi, hoặc là bạn sẽ bị cháy nắng đó, bị cái nắng nó cháy da đó. Đó, cái từ sunburned này là trong quá trình học sách giáo khoa thầy giảng nhiều rồi, đúng không? Thì trong tiếng Anh người ta hay dùng cái cụm câu như thế này để người ta nói là cái điều kiện, cái nguyên nhân, cái kết quả để chúng ta hiểu được chúng ta cần phải làm gì và lý do phải làm cái việc đó nha các bạn nha. Đeo đội cái nón vào, nếu không đội thì bạn sẽ bị cháy nắng đó, ý là như vậy. Câu số 2 các bạn nhìn này. I have oily skin. Tôi có cái làn da bị, không phải bị mà cái làn da rất là nhiều dầu đó các bạn. Da dầu, da nhờn á, nhiều người hay dùng là từ da nhờn á các bạn. Vậy thì nó tương ứng với bên nào? Đây, nó tương ứng với cái này nè các bạn, D nè. Câu 2 tương ứng với câu D nè. Đấy. So, I wash my face regularly. Vì vậy, tôi rửa mặt của tôi thường xuyên. Đó, bạn thấy chưa? Như vậy là tôi có cái da dầu, da nhờn, vì vậy tôi rửa mặt của tôi thường xuyên. Đó. I have oily skin, so I wash my face regularly. Ok. Câu số 3. He keeps sneezing. Sneezing. Từ này các bạn chắc không để ý quên rồi. Bây giờ thầy nhắc lại. Keep sneezing là gì? Cái từ trong tiếng Anh, trong tiếng Việt chúng ta hay gọi là hắt xì đó các bạn. Ví dụ hắt xì á, chúng ta hay bị hắt xì đó các bạn, nhớ không? Đó là cái triệu chứng của bệnh. Bệnh gì? Đây, triệu chứng của bệnh này nè các bạn. Đây, câu 3 là các bạn chọn A cho thầy. Vì sao? Thì đơn giản nè, thầy dịch cho các bạn hiểu nè. Và And his nose is running, it's flu. Và cái mũi của anh ta, cái lỗ mũi á, hai cái lỗ mũi của anh ta thì chảy ra, nước chảy ra. Nó là bệnh cảm cúm, đúng không? Quá dễ đúng không? Vậy thì câu 3 rất đơn giản, các bạn liên kết bởi cái từ and. He keeps sneezing and his nose is running its flu. Ok. Có mấy rồi nha? Có 3 rồi, có 4 nè. I do not have a temperature. I do not have a temperature. Cái bản thân cái từ temperature này á, nếu nó đứng một mình á thì nó là nhiệt độ. Đó, tăng nhiệt độ gì đó, nhiệt độ cao gì đó vân vân. Nhưng mà have a temperature này á là trong tiếng Anh á, người ta dịch cho sang tiếng Việt chúng ta hiểu là giống như là bạn bị sốt cao đó. Đó, nhiệt độ cao, cảm sốt cao đó. Đó, có nghĩa là tôi không có bị sốt cao. I do not have a temperature. Đó, người ta hay nói vậy.
I do not have a temperature. Còn nếu tôi bị sốt là sao? I have a temperature. Đó, các bạn hiểu cái cách người ta viết cái từ này nhá, đi với have nhá, have. Rồi, vậy thì tôi không có bị sốt cao. Nhưng sao? But my face is red. My face is red. Nhưng khuôn mặt của tôi thì sao? Lại bị đỏ ửng, bị đỏ. Đó, các bạn thấy không? Tôi không bị sốt cao nhưng khuôn mặt tôi lại đỏ. Đó, ok. Thế thì rất là phù hợp ngữ nghĩa của nó, đúng không? I do not have a temperature, but my face is red. Rồi, câu cuối cùng còn lại là C, đúng không? Câu 4 là E đó, câu 4 này. 1, 2, 3, 4 là đúng rồi. Câu 5 là C. Câu 5 là C, đây. Câu 5 là gì? To stay healthy. Healthy. You eat more vegetables and you eat less high fat food. Câu này nghĩa là gì? Để stay healthy, câu cụm từ này các bạn gặp rất nhiều lần rồi. Stay healthy là giống như là để giữ gìn cho cơ thể của chúng ta sao? Khỏe mạnh đó. Đây này, healthy là khỏe mạnh này. Mà stay healthy là giữ cho chúng ta khỏe mạnh. You eat more vegetables là ăn nhiều rau vào. Eat more vegetables, ăn nhiều rau vào, nhớ có s nha, nhớ s các bạn nha. And và you eat gì bạn ăn less, ít cái gì? Ít cái high fat food. High fat food là cái nghĩa là gì đó? Là cái đồ ăn mà có lượng mỡ cao này, có lượng mỡ dầu mỡ cao. Rồi thì bạn ăn ít cái lượng thức ăn mà có dầu mỡ cao, nhiều dầu mỡ đó, thì rõ ràng đúng không? Để duy trì sức khỏe của chúng ta tốt đẹp á, ca tốt đó, thì bạn ăn nhiều rau vào và bạn cũng ăn sao? Ăn ít cái đồ ăn mà nhiều cái mỡ cả, nhiều dầu mỡ này. Như vậy là đây là cái bài tập mà nó vừa giúp chúng ta liên kết được các dùng các liên từ để liên kết giữa các vế của các câu, giữa các câu, và nó cũng giúp chúng ta nhớ lại những cái cụm từ rất là hay, đúng không? Ví dụ là keep sneezing là chảy mũi nè, rồi have a temperature là sốt cao nè, stay healthy là duy trì sức khỏe nè, eat more vegetables ăn nhiều rau nè, đúng không? Nose is running là chảy nước mũi nè, get sunburned là da cháy nắng nè, eat less high fat food là ăn ít cái đồ ăn dầu mỡ nhiều nè, đúng không? Wash face là rửa mặt nè, đúng không? Ok, đó vậy thôi. Đó là những cái cụm từ mà chúng ta sẽ gặp rất nhiều, đã, đang và sẽ gặp rất nhiều trong quá trình chúng ta học cái bài này các bạn nha. Và sau này đương nhiên nó cũng rất là cần thiết cho chúng ta để chúng ta học tiếng Anh sau này nữa, đúng không? Rồi, cái bài số 6 đã kết thúc. Hẹn các bạn chúng ta đến bài số 7. Bài tập số 7. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để đón nhận thêm các video của thầy nhé. Thầy cảm ơn các bạn rất nhiều.